Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Amen. Chúng ta luôn luôn mới, và lời của Chúa cũng đem đến sự tươi mới cho đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng mở trong Ê-sai 55 câu số 1. Ê-sai 55 câu số 1. Hãy đến tất cả những ai khao khát, hãy đến nơi các vùng nước, và người không tiền bạc hãy đến mua và ăn. Hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền và không phải trả phí tổn. Sáng hôm nay chúng ta có đề tài đó là hãy khao khát để nhận lãnh. Amen. Chúng ta phải khao khát để nhận lãnh. Nếu không khao khát, không đói khát, không thể nhận lãnh được. Amen. Mà càng đói khát chừng nào thì chúng ta sẽ nhận lãnh một cách rất là ngon. Amen. Khi chúng ta đói, chúng ta ăn rất là ngon. Khi chúng ta khát, thì chúng ta uống rất là ngon. Amen. Rất là ngọt ngào, rất là tuyệt vời. Anh chị em đã từng đói khát chưa? Đó rồi không ạ? Những ngày đói khát đó là những ngày chúng ta ăn gì cũng ngon, uống gì cũng ngon hết không ạ? Nên là phần thuộc linh chúng ta cần phải đói khát thật sự thì chúng ta mới nhận lãnh. Nếu chúng ta không đói khát, có nghĩa là đủ rồi, tôi không cần nữa, là chúng ta không thể nhận lãnh được những điều tốt lành từ nơi Đức Chúa Trời của chúng ta. Amen. Đấng Chúa nói rằng là hỡi tất cả những người khao khát hãy đến nơi các nguồn nước, và người không tiền bạc hãy đến mua và ăn. Hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền và không phải trả phí tổn. Amen. Chúng ta biết cha của chúng ta là Đức Chúa Trời luôn luôn ban cho chúng ta một cách như không. Có nghĩa là Ngài ban cho chúng ta miễn phí hoàn toàn. Amen. Như vậy thì Ngài kêu gọi rằng là những ai khao khát, những ai đói khát hãy đến nơi các nguồn nước. Amen. Chúng ta biết rằng là chúng ta đói khát thì chúng ta có tiền thức ăn và tiền nước uống. Amen. Nếu thật sự là khát thì hãy đến với nguồn nước. Phải vậy không? Chứ không thể tìm cái gì khác. Nhưng mà khát nước hãy tìm đến nguồn nước mà uống. Amen. Chúng ta biết là một mạch nước là chúng ta uống thấy chúng ta đã rồi, nhưng mà Chúa muốn chúng ta đến cái nguồn nước đó. Và chúng ta biết rằng cái nguồn nước đó đến từ Đức Chúa Trời. Cái nguồn sống đó đến từ Đức Chúa Trời chứ không phải đến từ con người. Nên Ngài nói rằng là hỡi tất cả những ai khao khát hãy đến nơi các nguồn nước, và người không tiền bạc hãy đến mua và ăn. Hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền và cũng không trả phí tổn. Hãy đến mua rượu và sữa. Chúng ta cần có nước. Amen. Khát thì chúng ta cần có nước để uống. Và ở đây chúng nói là chúng ta cũng cần sữa, cần dầu nữa. Phải vậy không? Ở trong bản dịch cũ chữ dầu là nói gì chúng ta biết không? Nó là rượu. Bản dịch cũ gọi là rượu, nhưng mà bản dịch mới gọi là dầu. Như vậy thì chúng ta cần được dầu, cần được sữa. Và chúng ta biết được ở đây là lời tiên tri nói về sữa và dầu đó nói lên lời của Đức Chúa Trời và sự sức dầu trong năm miền của Thánh Linh. Dốt nói trong Dốt đoạn 29 câu 6 là khi tôi rửa chân trong sữa thì nguồn suối sẽ tuôn những cái suối dầu ra. Sữa chính là lời của Đức Chúa Trời. Gia Cơ cũng nói rằng là sữa thiên liêng của đạo chính là lời của Đức Chúa Trời để cứu linh hồn của chúng ta. Phải vậy không? Nên chúng ta cần có lời của Đức Chúa Trời để cứu linh hồn của chúng ta. Tại sao gọi là sữa thiên liêng của đạo để cứu linh hồn của chúng ta? Bởi vì cái tâm trí của chúng ta, phải không? Linh hồn nói về lý trí, tình cảm, ý chí của chúng ta. Như vậy thì chúng ta cần phải hiểu được là lời của Đức Chúa Trời sẽ biến đổi tâm trí của chúng ta. Lời của Đức Chúa Trời có quyền năng, có sức mạnh để biến đổi tâm trí của chúng ta và trở thành ngọn đèn cho chân chúng ta, là ánh sáng cho đường lối của chúng ta, để chúng ta đi theo lời của Đức Chúa Trời. Trong Châm Ngôn 16 câu 17 nói rằng là cái người nào mà canh gác cái đường lối của mình á, là cứu được linh hồn của mình. Và bản dịch cũ đó là nếu chúng ta canh giữ cái tính nết của mình á thì cứu được linh hồn của mình. Amen. Cái tính nết đây nói về một đời sống của chúng ta, nó thể hiện ra cái cách nói, thể hiện ra cái cách làm, nó thể hiện ra một đời sống nói như thế nào, đầy dẫy để miệng nói ra. Bạn bè mà, nên chúng ta cần phải hiểu được khi chúng ta nói ra thì người ta sẽ biết chúng ta có gì bên trong. Amen. Amen. Khi chúng ta nói ra, người ta nhìn thấy cái thuộc linh của chúng ta như thế nào. Một phạm nhân thì nói cái cách chúng ta hiểu là một phạm nhân rồi, phải không ạ? Nhưng mà một thánh nhân thì nói cái cách của một thánh nhân. Nay ông Mục Sư Hùng ông nói rằng là tôi thấy ba cái loại trái. Một loại là trái của xác thịt, đó mà dân dân ông ấy luôn tù thời rồi mọi thứ đó, đó là một loại là trái của xác thịt. Một loại thứ hai đó là trái của cơ đốc nhân, có nghĩa là khi chúng ta vào cái hội thánh của Chúa thì chúng ta thay đổi lời nói, phải phải không? Thay đổi lời nói, không còn nói phạm tục nữa, không còn nói bậy bạ nữa, giễu cợt nhạo báng nữa, nhưng mà chúng ta nói thật thà hơn, phải không? Là trái của cơ đốc nhân. Nhưng mà chúng ta thấy các tôn giáo thì sao? Người ta tu hay gì đó thì người ta cũng nói một cách tốt hơn, người ta học, ta hiểu thì người ta sẽ nói tốt hơn, họ tri thức thì họ nói tốt hơn là một người bình dân bình thường. Họ nói rất là dịu dàng nhưng mà cũng rất là nguy hiểm lắm, phải không ạ? Đó là khi chúng ta bước vào trong hội thánh của Chúa thì chúng ta có một sự thay đổi, nó thuộc về những cái trái của tôn giáo. Mình là gọi là cơ đốc nhân, là người của Chúa, nhưng mà trái của Đức Thánh Linh là hoàn toàn khác. Amen. Trái của Đức Thánh Linh là gì? Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Amen. Một người con của Đức Chúa Trời, có Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong thì chúng ta mà hiểu rằng chúng ta mang ra trái của Đức Thánh Linh. Amen. Trái này là trái của Đức Thánh Linh chứ không phải của chúng ta, nhưng mà Thánh Linh ở trong chúng ta thì chúng ta phát ra trái của Đức Thánh Linh. Thánh Linh ở trong chúng ta thì chúng ta phải nói ra là bởi Thánh Linh chứ không phải bởi chúng ta nữa. Amen. Chúng ta phải hiểu và để ý, có những lúc chúng ta trở thành người tốt bởi vì một tôn giáo chứ không phải là bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Amen. Nên một người của Thánh Linh Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải có trái của Đức Thánh Linh, phải yêu thương. Amen. Anh chị em có yêu chưa? Có yêu thương đủ chưa? Nói thật đi, có yêu kẻ thù lần chưa? Đó là như vậy là như vậy là chúng ta có trái của cơ đốc nhân á, chứ chưa có trái của Đức Thánh Linh. Chúng ta yêu một chút gì đó, những người yêu mình như vậy là chúng ta không có phần thưởng gì đâu nha. Nhưng mà nếu mà chúng ta yêu kẻ thù mình được thì chúng ta mới trở thành người của Đức Chúa Trời, có nghĩa là trưởng thành. Amen. Nếu chúng ta không yêu kẻ thù mình thì làm sao chúng ta có thể tiếp tục những cái trái khác là nhịn nhục được? Đã nghe không? Chúng ta thấy Đức Chúa Trời của chúng ta, Thánh Linh của chúng ta là phải nói rằng là Ngài nhịn nhục rất là, phải nói là tuyệt vời vô cùng. Ngài yêu thương chúng ta đến nỗi ghen tương, Ngài nhịn nhục có đời sống của chúng ta hàng ngày. Có phải vậy không? Chúng ta có tin rằng là Thánh Linh ở với hội thánh của Chúa, lãnh đạo hội thánh của Chúa và Ngài nhịn nhục, chịu đựng, Ngài kiên nhẫn, Ngài nhân từ với hội thánh không? Và chúng ta cần phải có cái trái đó. Amen. Chúng ta cần phải thấy đó. Nói đến cái chỗ này thì Chúa lại nhắc tôi về Mô-sê. Chúa nhịn nhục dân Israel, phải nói là Ngài nhịn nhục, Ngài chịu đựng rất là lớn lao, nhưng mà Môi-se không chịu nổi. Giận quá, đập hòn đá hai lần, phải vậy không? Và cuối cùng rồi là điều gì xảy ra? Là không vào được đất hứa. Tức là ông nhịn nhục chưa đủ, lúc này ông giận quá rồi, nó nổi loạn, ông giận quá rồi, nhịn nhục không nổi nữa nên là nổi giận luôn và đập vào hòn đá hai lần. Chúng nó đập một lần, chúng nó phán vào hòn đá mà đập tới hai lần. Như vậy thì chúng ta thấy được chúng ta cần giống Chúa mỗi ngày. Amen. Chúng ta cần giống Chúa mỗi ngày. Thời kỳ này là cái thời kỳ Thánh Linh của Đức Chúa Trời hành động, phải bày tỏ ra bản chất của Đức Thánh Linh, phải bày tỏ phẩm chất của Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta. Anh chị em biết tại sao mà Đa-tít vẫn tiếp tục yêu Absalom không? Khi đánh trận với Absalom thì ông dặn dò các tướng sĩ hãy để cho Absalom không được sống. Chúng ta thấy điều đó không? Tình yêu rất là lớn, kiên nhẫn nhịn nhục rất lớn. Một người cha vô cùng tuyệt vời, kiểu con của mình chống nghịch cướp ngôi sắc, phải nói là kinh hoàng vô cùng. Nhưng mà người cha ấy vẫn yêu con của mình, vẫn không muốn con của mình chết mất, nhưng mà muốn con của mình có cơ hội để thay đổi. Amen. Có cơ hội để thay đổi. Nếu anh chị em chúng ta là những người cha người mẹ, chúng ta sẽ thấy được điều đó, biết được điều đó. Bên ngoài thì chúng ta không thấy được đâu, nhưng mà khi chúng ta có hoàn cảnh như vậy thì chúng ta mới thấu hiểu được. Một người kiên nhẫn, một người cha nhân từ, một người cha chịu đựng và chịu đựng trong mọi sự. Vài người khác không chịu nổi, vô áp thì không chịu nổi, xử luôn. Bà đã khóc rất là đau đớn vì đứa con của mình đã bắt đi. Nên chúng ta cảm ơn Chúa, hãy mua rượu và sữa mà không cần tiền và cũng không phải trả phí tổn. Chúng ta cần phải có sữa thiên liêng của Đạo để cứu linh hồn của chúng ta, cần có dầu, rượu nó về Đức Thánh Linh, dầu nó về Đức Thánh Linh. Amen. Chúng ta phải khát khao nước sống, chúng ta phải khát khao sự sức giàu, khát khao Đức Thánh Linh, khát khao lời của Đức Chúa Trời. Mà chúng ta khát khao, chúng ta nói khát thì chúng ta mới có thể nhận lại được. Amen. Có nhiều người đọc Kinh Thánh ngẫu nhiên, mới tin Chúa xong đọc Kinh Thánh ngẫu nhiên, đọc một hồi là hết tâm nước rồi, phải không? Rồi đọc qua cửa bước vào, đọc say mê, càng đọc càng thấy vui sướng, càng thấy tuyệt vời, bởi vì lòng của họ thật sự đói khát lời của Đức Chúa Trời và họ trở thành một người ngọt ngào trong lời của Đức Chúa Trời và đầy dẫy lời của Đức Chúa Trời. Người khôn ngoan là người biết khát khao lời của Đức Chúa Trời, đọc lời Đức Chúa Trời mỗi ngày. Amen. Và khi chúng ta có lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta có thể giúp đỡ cho người khác. Trong ngày cuối cùng này, Chúa muốn mỗi một đời sống chúng ta sẵn sàng trang bị lời của Đức Chúa Trời để có thể giúp đỡ những người khác. Hồi tháng chúng ta trong những ngày thời kỳ này, trong phút an toàn bạn, chúng ta lại kết nối với truyền giáo thế giới. Và qua kết nối với truyền giáo thế giới, truyền giáo Đông Nam Á, thì bây giờ có 7 đoàn truyền giáo họ kết nối với bởi hợp tác của con tàu mạng Việt Nam. Chúng ta thấy lạ không? Ai cũng muốn vào để mà cộng tác với hội thánh của con tàu mạng để mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời, để mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời trong vấn đề truyền giáo. Có một hội thánh tại Mã Lai, quý vị biết, một cái tiểu bang độc lập, họ có 60% cơ đốc nhân, mà vào cái rừng cái núi vào bản làng là 100% cơ đốc nhân, mà vào thành phố là 60% cơ đốc nhân. Từ trong bản làng, trong rừng đó, họ tin Chúa hết rồi. Bây giờ cách nào khác nữa là họ đổ xuống thành phố, chinh phục thành phố. mà thành phố trở thành 60% và những đại gia, những con người được chinh phục tri thức ở trong thành phố từ bản là người dân tộc, mà họ nói rằng là người dân tộc đó là họ giết người, họ ăn thịt người, rồi cắt tay kẻ thù của mình, họ sâu, họ treo dọc dài, đó là thành tích của họ mức độ như vậy. Nhưng mà bây giờ họ trở thành những người tốt, những người chinh phục từ núi rừng mà ra chinh phục thành phố, lan rộng ra. Cảm ơn Chúa, họ có sự truyền giáo rất mạnh, rất lớn và họ đã chinh phục, bởi vì lòng của họ khát khao cứu những lớn đầu tội nhân. Amen. Amen. Lòng của họ khát khao và họ có chương trình hoạch định, họ mở ra và họ chinh phục những linh hồn tội nhân. Bây giờ chúng ta khát khao điều gì? Chúng ta đang nói khát điều gì? Để chúng ta nói khát tiền bạc thì chúng ta cứ lao vào trong tiền bạc để mà tìm kiếm tiền bạc. Nhưng mà chúng ta có một cái nói khát tốt lành hơn, đó là những linh hồn trong thế gian này trở thành người của Đức Chúa Trời. Cứ một người thì quý hơn cả thế gian này. Amen. Một người, một linh hồn là vô cùng giá trị, nên chúng ta cần phải nói khác, tìm kiếm những linh hồn tội nhân. Chúng ta nói khác cho mình lời của Đức Chúa Trời là sự sức giàu của Đức Chúa Trời, thánh linh của Đức Chúa Trời, dùng nước sống từ nơi thánh linh của Đức Chúa Trời. Chúng ta khát khao điều đó và chúng ta cũng đem cho người khác có sự khát khao. Amen. Đây là Chúa kêu gọi chúng ta hãy đối khác để có thể nhận lãnh được. Amen. Và cái lời kêu gọi thứ hai mà chúng ta biết được đó là Chúa Giêsu của chúng ta. Đến ngày cuối của ngày trọng thể của kỳ lễ, Đức Chúa Giêsu đứng lên phán: người nào khác hãy đến cùng ta mà uống, người nào tin ta thì sông nước hàng xóm sẽ tuôn trào từ cõi lòng người ấy, như Kinh Thánh đã nói. Đức Chúa Giêsu nói điều này để chỉ về thánh linh mà những người tin Ngài sắp nhận lãnh. Thật ra thánh linh chưa ban xuống vì Đức Chúa Giêsu chưa được khiển binh. Amen. Amen. Chúa nói rằng là người nào khác hãy đến cùng ta mà uống, người nào tin ta thì sông nước hàng sông nó tuôn chảy từ cõi lòng người ấy, như Kinh Thánh đã nói rằng là Đức Chúa Giêsu nói điều này để chỉ về thánh linh mà những người tin Ngài sắp nhận lãnh. Amen. Amen. Chúa Giêsu khi Ngài đến trở thành một con người thì Ngài đã được đầy dẫy thánh linh. Amen. Ngài được đầy dẫy Đức Thánh Linh và Ngài kêu gọi ai khác hãy đến cùng ta mà uống. Amen. Chúa Giêsu đã uống đầy dẫy Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Amen. Và Ngài muốn kêu gọi tất cả những người đi theo Chúa Giêsu hãy đến cùng với Ngài, cùng uống với Ngài. Amen. Phaolô cũng nói rằng là chúng ta cùng uống một Thánh Linh, giao thông với Đức Thánh Linh, hiệp nhất trong Thánh Linh. Tất cả mọi vấn đề trong Thánh Linh, là Thánh Linh rất là nhiều. Và Thánh Linh là vô cùng quan trọng đối với đời sống của chúng ta, phải không? Hãy đến cùng ta mà uống. Và uống đó là dòng sông của Thánh Linh sự sống. Amen. Thánh Linh là dòng sông sự sống. Và mỗi một con người trong thế gian này cần phải uống. Bởi vì Chúa Giêsu nói với người bà Samari: các người uống nước này vẫn còn khát mà, nhưng mà nước ta cho thì sao? Không khát được. Amen. Và hưởng đến sự sống đời đời. Amen. Nên người của Đức Chúa Trời cần phải uống nước từ mạch nước và cũng đến với dòng sông sự sống để uống cho nó đã khát. Amen. Ngày xưa tôi ở trong hội thánh truyền thống, tôi khát khao Đức Thánh Linh, khát khao vô cùng. Tôi thấy là mình đang thiếu cái gì đó, sao mình đặt tay không chữa lành được, mình không đuổi quỷ được, nhưng mà trong lòng của mình có cái điều gì đó đói khát, một cái điều gì đó mà mình không hiểu được. Và sau đó có người bạn đã dẫn tôi đến, mình ăn phải qua ngày lễ vô cùng, ăn phải được bắt tay trong Đức Thánh Linh, lúc đó thì anh mới đại khát được, anh sẽ bơi chìm vào trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Amen. Như cái dòng sông mà trong ECG 47 đó là con sông ra từ đền thờ đó, cái dòng sông đó bắt đầu lội đến mắt cá, rồi lội đến đầu gối, rồi lội đến hông đó, mà lội đó thì chưa có đã, Nó lấy mắt cá đến đầu gối đến thăm thì chưa có đủ. Nhưng mà khi con sông nó dâng cao lên rồi thì nó phải bơi, không lội được nữa. Có nghĩa là chìm ngập trong dòng sông đó để dòng sông nó đưa mình đi. Amen. Khiến mình nên mình chìm ngập trong dòng sông đó thì chúng ta mới cảm nhận được cái sự thỏa lòng, sự thả khát. Amen. Chúa Giêsu giảng một bài đầu tiên, đó là ai khát sự công chính sẽ được no đủ. Amen. Ai khao khát sự công chính sẽ được no đủ. Sự công chính chỉ có trong Đức Chúa Trời mà thôi. Bất cứ mọi điều gì làm trong Đức Chúa Trời, dù là bắp tên cũng là công việc công chính của Đức Chúa Trời. Amen. Khi Chúa Giêsu là bắp tên thì chẳng có tiếng nói sao? Còn tôi phải là được Ngài bắp tên, chứ tôi không là bắp tên cho Ngài. Nhưng mà Chúa Giêsu nói là chúng ta hãy làm trọn việc công chính. Amen. Làm bắp tên hay là cầu nguyện hay là đi nhóm hay là bất cứ chúng ta làm gì trong Đức Chúa Trời, đó là công việc công chính. Mà chúng ta khát khao sự công chính thì chúng ta sẽ được no đủ. Amen. Chúng ta khát khao Đức Thánh Linh thì chúng ta phải được no đủ Đức Thánh Linh. Amen. Nếu chúng ta không khát khao thì chúng ta không có nhận được đâu. Phải khát khao thật sự. Điều tốt nhất trong đời sống của chúng ta ngày hôm nay là Chúa Giêsu kêu gọi ai khát hãy đến cùng ta hữu. Amen. Vì Ngài đã uống Thánh Linh, vì Ngài đã đầy dẫy Đức Thánh Linh và quyền năng và phép lạ đầy tràn để đem cái sự giải cứu, đem cái sự tự do cho nhiều người trong thời kỳ của Ngài. Và Ngài kêu gọi những người đi theo Ngài là phải khao khát để nhận lãnh Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và Ngài dặn dò họ hãy đợi trong lành cho đến khi mặc lấy quyền phép từ trên trời. Amen. Và cảm ơn Chúa qua ngày lễ cuối tuần đó, các môn đồ của Chúa Giêsu nhận lãnh Thánh Linh của Đức Chúa Trời tuôn đổ đầy bên ngoài họ, đầy bên trong họ, cả lửa bên trên nữa, và họ thật sự trở thành những người vĩ đại cho Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta có muốn trở thành những người vĩ đại cho Đức Chúa Trời không? Amen. Ai tin ta cũng sẽ làm những việc ta làm và những việc vĩ đại hơn nữa vì ta đi về cùng Cha. Amen. Chúng ta phải khao khát, chúng ta mới nhận lãnh được. Nếu chúng ta không khao khát làm sao chúng ta nhận lãnh được? Quý vị có ước ao mình có một chức vụ vĩ đại không? Chúa đã ban cho rồi đó. Tất cả những người đã được bắt tên trong Đức Thánh Linh đã nhận lấy quyền phép rồi, hãy thực hành đi, hãy làm đi, rồi chúng ta sẽ thấy được những sự vĩ đại mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Khi chúng ta nhận lãnh Đức Thánh Linh, chúng ta có cái gì anh chị em? Có quyền không? Có quyền năng đúng không? Có quyền năng không à? Còn gì nữa không? Roma đoạn 5 câu 5 đó là Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của Ngài qua Đức Thánh Linh. Amen. Mà trong Đức Thánh Linh thì chúng ta có âm tứ Thánh Linh và chúng ta cũng có cái của Đức Thánh Linh, đúng không? Nên khi Ngài là một phép lạ, Ngài chứa là một người thì sao? Có phải là Ngài động lòng thương xót rồi Ngài chữa lành không? Khi Ngài làm phép lạ, Ngài phải đánh cho toàn dân, thì trước đó thì Ngài động lòng thương xót khi thấy đoàn dân. Amen. Amen. Như vậy thì trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời, tình yêu thương quyết định là mọi phép lạ, sự chữa lành, sự giải cứu sẽ ra. Phải vậy không? Anh chị em có những cái lúc mà anh chị em thấy những người bạn của mình ở trong sự đau khổ, rồi mình cảm động không? Rồi mình giải cứu họ, rồi nhiều lúc mình khóc, đúng không? Có phải vậy không? Mình thấy họ được giải cứu mà mình vẫn khóc, bởi mình yêu họ. Mà từ cái chỗ yêu đó mà mới rao giảng, từ cái chỗ yêu đó mà mới giơ tay ra giải cứu chữa lành cho người đó. Amen. Nhiều lúc chúng ta cũng được nhắc nhở rất là nhiều, đó là hội thánh mà đi trong ân tứ thường thiên về quyền năng và phép lạ, nhưng mà thiếu về trái và Đức Thánh Linh. Có phải vậy không? Nhưng mà thật sự không phải là như vậy. Cái lý do, chúng ta xem lại cái lý do, đó là quyền năng phép lạ xảy ra từ què được đi, người mù được thấy, người câm hóa được, người phun được sạch, người chết sống lại. Chúng ta thấy rất rõ ràng về con mắt thường của chúng ta. Phải vậy không? Chúng ta thấy rất rõ, bởi vì mắt chúng ta thấy rất rõ những gì mà Ngài đã làm. Ngài làm phép lạ, Ngài vẽ bánh, Ngài làm đủ mọi thứ, thì chúng ta thấy rất rõ vì con mắt của chúng ta nhìn thấy phép lạ Đức Chúa Trời đã làm. Nhưng mà chúng ta có suy gẫm thấy rằng là tình yêu thương ở trong Chúa Giêsu khi Ngài làm phép lạ. Chúng ta không suy gẫm điều này, đúng không ạ? Nên khi chúng bất thường chúng ta thấy như vậy thì chúng ta có thiên về cái phép lạ và chạy theo cái phép lạ, chạy theo quyền năng cái sự chữa lành. Nhưng mà cái cội nguồn ở bên trong khi Ngài làm là yêu và Ngài làm. Amen. Nên chúng ta yêu và chúng ta làm, nên chúng ta phải đưa những điều mà trong tấm linh của Đức Chúa Trời khao khát Đức Thánh Linh, mà khi Đức Thánh Linh đến với đời sống của chúng ta thì chúng ta có cả tình yêu thương và có cả quyền năng của Đức Thánh Linh, chứ không phải chỉ là phép lạ và quyền năng mà không. Nhưng mà chúng ta có âm tứ và chúng ta có trái của Đức Thánh Linh, bên này là 9 âm tứ và bên này là 9 trái của Đức Thánh Linh. Thì như vậy thì cũng trong một Thánh Linh đôi cánh, đúng không ạ? Đôi cánh là cũng trong một Thánh Linh mà thôi, chứ không phải là chúng ta có cái này mà không có cái kia. Lý do là chúng ta không suy gẫm và chúng ta không nâng nó lên, chúng ta không giảng nó ra, chúng ta thiếu nói về trái của Đức Thánh Linh, nên trái của Đức Thánh Linh không lộ diện. Nên này, trong ngày cuối cùng này, chúng ta sống trong quyền năng của Thánh Linh, nhưng mà chúng ta phải sống trong tình yêu thương và tất cả những trái của Đức Thánh Linh: yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Chúng ta hãy thể hiện ra. Amen. Bởi vì chúng ta có một Đức Thánh Linh ở trong chúng ta có thể hiện điều này. Hội Thánh Của Tùng bị chê nhiều. Ta phải nói rằng là nhiều người có rất quyền chữa lành làm phép lạ, nhưng mà cuối cùng theo đại là bởi vì không có tinh thần đầu phục, không có yêu thương, tâm rẻ, lộn xộn, không có nhịn nhục, không có nhân từ như Chúa. Bạn bè không? Nên sinh ra rất là lộn xộn. Chúng ta cần phải thể hiện trái của Đức Thánh Linh ra trong ngày cuối cùng. Người ta thấy chúng ta tốt và người ta thấy chúng ta đầy đầy quyền năng. Amen. Phải tất cả bay cao như chim ưng, chứ không phải là một cánh. Chúng ta thấy là con chim có một cánh thì sao? Nó bay được không? Nó là đập chứ đâu, nó không có bay được, không có cánh được. Bởi vậy thì người nào tin ta thì sông nước hàng sông tuôn trào khỏi lòng người ấy, như Kinh Thánh đã nói. Đức Chúa Giêsu nói điều này chỉ về Thánh Linh mà những người tin Ngài xác nhận lành. Amen. Những người tin Ngài xác nhận lành, khi Ngài sống lại, Ngài đầy dẫy sự vinh hiển, Ngài về đời thì Ngài tuôn đổ Thánh Linh xuống, mà tất cả những người tin Ngài nhận lãnh trong ngày lễ Ngũ Tuần và tiếp tục nhận lãnh. Nên khi nó nói rằng là lời hứa này thuộc về các ngươi, con cháu các ngươi và hết thảy những người ở xa và những người mà Đức Chúa Trời xin lỗi. Amen. Tất cả đều nhận lãnh, ai không nhận lãnh thì tùy họ. Trong Cô-rinh-tô 14 câu, bà Chiến cũng nói rằng là ai bỏ qua thì mặc họ bỏ qua. Nhưng mà con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta phải nhận lãnh sự tái sanh từ nơi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, và chúng ta cũng nhận lãnh được bắp bên trong Đức Thánh Linh như sứ đồ Giăng đã nói và như Giăng Báp-tít đã nói và chính Chúa Giêsu đã nhắc lại. Amen. Trong 1 câu 5 câu 8 đã nhắc lại. Chúng ta phải nhận lãnh Thánh Linh và phải thể hiện Đức Thánh Linh. Những gì có phẩm chất của Đức Thánh Linh phải được thể hiện ra. Amen. Amen. Phải được thể hiện ra, chúng ta không thể thiếu trái của Đức Thánh Linh. Tôi thấy rằng Đức Thánh Linh lãnh đạo Hội Thánh của chúng ta. Anh chị em có công nhận không ạ? Và nhiều hoàn cảnh Chúa Trời xảy ra để cho chúng ta nở ra những cái trái của Đức Thánh Linh. Hay cái đường buồn đường giận, hãy nhịn nhục cho đến kỳ Chúa đến. Tạm biệt không? Chúa nói hãy nhịn nhục, và người nói nhịn nhục cho đến kỳ Chúa đến. Vì đó chúng ta chưa đủ Chúa dạy nữa. Chúa bày tỏ có nhiều lúc chúng ta rất là khó chịu. Phải không, đúng không ạ? Nhịn nhục không đủ, chúng ta khó chịu lắm. Nhưng mà nếu chúng ta cảm tạ Chúa trong mọi sự, bọn tin rằng là Chúa đang huấn luyện Hội Thánh của Ngài. Chúa muốn Hội Thánh của Chúa đầy dẫy tình yêu cả người thù địch của mình nữa. Amen. Rồi nhịn nhục là nhân từ và sẵn sàng chịu đựng mọi sự. Đó là một cái Hội Thánh như thế nào? Trưởng thành. Amen. Đó là gọi là cô dâu. Amen. Amen. Có nghĩa là cô dâu là nó đang không địa vị. Chúng ta nhớ điều này nha. Cô giáo là đó đang không tùy vị. Được Thánh Linh của Đức Chúa Trời huấn luyện trở thành không tùy vị cho Chúa Giêsu của chúng ta. Amen. Nên chúng ta cần phải cảm tạ Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng ta có Đức Chúa Trời, có sự hiện diện của Thánh Linh của Đức Chúa Trời luôn ở với chúng ta. Thì những gì xảy ra, Chúa cho phép xảy ra, thì hãy cảm tạ Đức Chúa Trời. Có điều gì đó mà chúng ta thấy khó chịu, có điều gì đó mà chúng ta bức xúc, nhưng mà chúng ta hãy cầu nguyện cầu thay, chứ không phải chúng ta nổi giận. Đừng nổi giận như Mô-sê, không vào được đất hứa đó. Chúng ta thấy Mô-sê Chúa Tiên Dương là người số 1 trong thế gian, đúng không ạ? Người khiêm nhường nhất thế gian nhưng mà không dính. Chúng ta nhớ Gia-cốp không? Gia-cốp là gì anh chị em hiểu không? Lường gà, hấp cản nó là hạ người ta xuống đây là lên đó, lường gà. Đến nỗi mà khi trở về quê hương của mình, nghe Esau đến 400 vương đến để tiếp, run quá. Đưa mấy đứa con kia đi trước, tao trai tớ gái đi trước, rồi tao vợ con đi trước, còn ổng mà ở lại đặt lót. Có nghĩa là nếu mà anh của mình mà có đánh thì bây giờ là hiến cung luôn, còn mình có thể chạy được. Chúng ta thấy không? Vợ con cũng chẳng là cái gì hết. Chúng ta thấy là có là vậy đó, vợ con cũng chẳng là gì hết. Nếu mà vợ con đi trước bị tấn công thì giết cái thì coi như là ổng không thấy sao nó chạy. Nhưng mà tối hôm đó thì sao? Có thiên sứ đấy, rồi ông vật lộn nguyên cả đêm như vậy mà ông trở thành một người thánh. Cho thánh kia là ông thánh cả thiên sứ, cả Đức Chúa Trời và cả loài người, đúng không? Cho thánh kia như vậy đó. Như vậy tại sao ông thánh? Thánh là thánh cái gì? Có nghĩa là cái đầu của ông, cái lý luận của ông, cái sử dụng cái quyền tự do của mình đó. Tôi muốn nó làm như thế, cứ làm như thế, tôi không chấp nhận ai hết. Dù Ngài là Đức Chúa Trời cũng không chấp nhận luôn, cũng theo ý riêng của mình thôi. Còn người khác đã làm gì kè họ, ý tôi là vậy đó. Này ông thắng luôn cả loài người mà thắng luôn cả Đức Chúa Trời là vậy. Nhưng mà Chúa đánh vào cái xương sườn, cuối cùng là gì? Đi dẹo, đau quá rồi, chạy nổi không? Chúa có cách. Dù cứ bướng bỉnh không bằng lời, Chúa có cách đánh vào ba sườn để rồi không chạy nữa, chạy không nổi nữa. Thì bây giờ mới níu Chúa trả lại, Chúa ban phước cho con thì con mới để cài đi, phải không? Rồi Chúa mới đổi thế không? Tôi nói với bạn chị em, ngày hôm nay chúng ta gặp rất là nhiều cái sự đau đớn mà chúng ta không để ý, bởi vì thấy đường riêng ý riêng của mình mà không làm thấy ý của Chúa. Nên có những cái hậu quả của sự đau đớn như vậy không? Mà chúng ta không có để ý. Chúng ta có tin điều này không ạ? Có hiểu không anh chị em? Tôi nói là anh chị em có hiểu không? Nếu chúng ta cứ theo xác thịt của mình, theo ý riêng đường riêng của mình mà chúng ta không có phục lời của Đức Chúa Trời, sự hướng dẫn của Thánh Linh Đức Chúa Trời, chúng ta thắng hết á. Tôi là vậy đó. Nhưng mà anh chị em sẽ có những cái hậu quả đau đớn mà anh chị em sẽ thấy. Rồi lúc đó là Chúa ơi cứu con, cứu con. Bởi vì chúng ta gieo ra cái hậu quả mà. Đường lối của Chúa là số 1. Amen. Chúa Giêsu là con đường và chúng ta phải theo. Ngoài Chúa Giêsu ra không có đấng nào khác và không có sự cứu độ nào ở trong người khác, chỉ có Chúa Giêsu mà thôi. Nên chúng ta muốn được cứu, chúng ta phải bước theo đường lối của Chúa và cũng theo đường lối của chúng ta được. Amen. Không thể ý riêng đường riêng của mình nữa, phải vâng theo lời của Đức Chúa Trời để chúng ta không nhận những cái hậu quả đau đớn mà chúng ta phải chịu nữa. Amen. Chúng ta phải quyết liệt trong đời sống thuộc linh và thuộc thể. Chúng ta luôn luôn nó chiến đấu với nhau, nhưng mà hãy nói với xác thịt của mình là bấm lên nó và đãi nó một cách nghiêm khắc, các nó phải không? Đừng để nó trỗi dậy làm chủ trên đời sống của chúng ta, phải giết nó cho nó chết để thuộc linh. Tâm linh chúng ta phải lãnh đạo và tâm linh chúng ta phải bước theo tâm linh của Đức Chúa Trời. Amen. Và chúng ta dẹp bỏ ý kiến của mình đi. Dù đó, dù nhiều lúc Chúa phán, Chúa dạy cho bạn ta làm điều này làm điều kia, hình như là nó tổn hại đến chúng ta, hình như là nó không đúng với ý muốn của chúng ta, nhưng mà chúng ta phải amen với Chúa, phải không? Bởi vì Chúa biết phía sau tương lai của chúng ta khi chúng ta vâng lời sẽ tốt đẹp như thế nào. Amen. Chúa biết tương lai, còn chúng ta không biết được. Chúng ta thấy sao lơ, không vâng lời, cuối cùng hậu quả thì sao? Cả nhà, cả dòng họ đau đớn chết chóc. Không có đơn giản chút nào. Dân Israel đã không vâng lời Đức Chúa Trời thì tán lạc khắp nơi trên thế giới. Ngày xưa đã qua Babylon, rồi qua Assyria, rồi sau đó thì qua tán lạc khắp nơi trên thế giới sau 70 sau Chúa và đau đớn lắm. Nên chúng ta chỉ có con đường là amen với Chúa và hãy khát khao thánh linh của Đức Chúa Trời. Amen. Khát khao để nhận lãnh thánh linh của Đức Chúa Trời và khát khao để nhận lãnh thánh linh của Đức Chúa Trời rồi là hãy bước theo thánh linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn và sáng tỏ. Và chúng ta phải nở những cái trái của thánh linh ra, phải nở ra, phải yêu thương hàng đầu. Amen. Và luôn luôn ở trong sự vui mừng. Amen. Phải nhịn nhục, phải nhân từ. Chúng ta không thể nào mà muốn ở một mình. Thậm chí em muốn ở một mình không? Nếu ở một mình thì vào trong rừng hay gì đó, chúng ta làm cái nhà chúng ta ở một mình nên vào đó không? Nhưng mà cũng không thể không giao tiếp và đi ra để mua đồ ăn chứ. Chúng ta cần phải nấu gì khác đúng không ạ? Và không thể ở một mình được. Nên chúng ta cần phải có một cái nếp sống hòa bình. Amen. Là nếp sống hòa bình. Hiệp một trong thánh linh. Phải hiệp một trong thánh linh của Đức Chúa Trời. Trong Ê-phê-sô đoạn 4 thì chúng ta nhìn thấy Chúa nói gì đây? Ê-phê-sô đoạn 4 thì Chúa nói như thế này: vậy là một tù nhân vì Chúa, tôi khuyên anh chị em hãy sống xứng đáng với ơn kêu gọi của Ngài, phải hết sức khiêm nhường, nhu mì và kiên nhẫn, lấy tình yêu thương chịu đựng lẫn nhau. Hãy hết sức gìn giữ sự hiệp nhất do Thánh Linh đem lại bằng sự dây sức hòa thuận. Amen. Hãy hết sức giữ gìn sự hiệp một do Thánh Linh đem lại bằng sự dây sức hòa thuận. Amen. Nếu ai đó chống cự chúng ta, nếu ai đó làm tổn thương với chúng ta thì chúng ta phải dùng dây sức hòa thuận và chịu đựng. Phải hết sức khiêm nhường, nhu mì và kiên nhẫn, lấy tình yêu thương chịu đựng lẫn nhau. Amen. Hãy lấy tình yêu thương chịu đựng và làm thế nào để hòa thuận. Và nếu người ấy như thế, chúng ta hãy cầu nguyện và cầu nguyện. Amen. Để chúng ta nở rộ những trái của Thánh Linh, bày tỏ những trái của Đức Thánh Linh. Anh chị em có muốn bày tỏ trái Đức Thánh Linh không? Chắc chắn rằng Chúa muốn điều đó. Thánh Linh muốn chúng ta giống Thánh Linh. Amen. Chúng ta giống cái gương mẫu của Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu đầy dẫy Đức Thánh Linh và Ngài bày tỏ trái của Đức Thánh Linh ra. Ngài nhịn nhục, Ngài nhân từ như thế nào. Ở đây tôi muốn nói rằng là không phải là Ngài trở thành một người thụ động, không. Ngài vẫn dạy dỗ, Ngài vẫn nói rằng là khốn cho các người Pha-ri-si, thầy Công giáo, không ạ? Ngài rất là mạnh mẽ chứ không phải là Ngài thụ động là Ngài chịu hết rồi Ngài để ai làm gì thì làm, không phải là như thế. Chúng ta cũng giống Chúa Giêsu, phải giống Chúa Giêsu. Hội thánh chúng ta trưởng thành rất là nhiều, nhưng mà thêm nữa. Amen. Chưa đủ, thêm nữa để chúng ta sau này trở thành những con người trong bày, những con người truyền giáo, những con người chịu đựng người khác để huấn luyện họ. Nếu mà một người xấu gây tổn thương nhiều người mà một người giúp đỡ để người đó biến đổi thì chúng ta thấy rằng là tuyệt vời, đúng không? Cái người đó phải nói là quá khôn ngoan, quá tuyệt vời, đúng không? Chúa muốn chúng ta giỏi. Amen. Anh chị em có thấy là con cái của mình mà nó ngợp mà nó xì ke ma tí hay nó đủ một thứ, anh chị em có bỏ không? Nhưng mà vẫn tiếp tục cầu nguyện, vẫn tiếp tục chịu đựng, đúng không? Rồi bên ngoài người ta tấn công đủ mà điều vẫn tiếp tục chịu đựng, đúng không? Và miễn sao cứ mang khát khao là con của mình phải trỗi dậy, con của mình phải trở thành người tốt, con của mình trở thành những người phục vụ Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta đều phải khát khao điều đó, và khi khát khao thì chúng ta sẽ được đáp lời bằng sự no đủ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta sẽ nhìn thấy trong Khải Huyền 22 câu số 17. Câu 16 thì Chúa Giêsu nói như thế này: ta là Giêsu, sai thiên sứ ta làm chứng cho các con những điều này trong các sổ thánh. Ta là cụ thể và hậu tự của David, là sao mai sáng rực. Thánh linh và cô dâu cùng nói: xin hãy đến. Người nào lắng nghe cũng hãy nói: xin hãy đến. Người nào khác hãy đến. Người nào muốn hãy nhận nước hằng sống miễn phí. Thánh linh và cô dâu cùng nói: xin hãy đến. Amen. Chúa muốn nói cho chúng ta rằng Thánh linh ở với hội thánh, và Thánh linh và hội thánh cùng nói Amen. Amen. Có nghĩa là kêu gọi người khác đó, hãy đến. Ai khác hãy đến. Hãy đến nhận nước sống hàng sống miễn phí. Amen. Amen. Việc này là việc của hội thánh và của Thánh linh. Thánh linh và cô dâu. Thánh linh và cô dâu. Ở đây không nói hội thánh, nhưng mà Thánh linh và cô dâu có nghĩa là một cô dâu tinh khiết của Đức Chúa Trời. Amen. Được Thánh linh huấn luyện, được Thánh linh chỉ dạy, được Thánh linh dẫn vào mọi lẽ thật, và thật sự là cô dâu trinh khiết thật sự đó, chứ không phải là dơ bẩn, không phải là gọi là hậu chúng, nhưng mà hậu thánh của Đức Chúa Trời. Amen. Được thánh hóa, và Thánh linh và cô dâu cùng nói. Người nào nghe cũng hãy nói. Ai khác hãy đến uống nước hằng sống miễn phí. Amen. Như vậy trách nhiệm là của hội thánh, phải vậy không? Amen. Khi tôi giảng đến cái chỗ này thì Thánh Linh nói rằng là cái phương pháp để làm cho người ta đói khát là gì? Không chị ạ? Phương pháp để làm cho người ta đói khát là gì? Có ai biết không? Chúng ta có phương pháp để cho người ta đói khát không? Thánh linh và cô dâu cùng nói Amen. Đây là phương pháp. Nếu chúng ta không nói, nếu chúng ta không giảng, nếu chúng ta không sống, nếu chúng ta không bày tỏ quyền năng và phép lạ ra, có ai khao khát không? Có không? Tại sao Ba-ti-mê khao khát được sáng mắt vậy? Bởi vì ông nghe người ta đồn về Chúa Giê-xu là phép lạ. Amen. Người này người kia nói đồn ầm lên, nên ông nghe, ông tin và ông ấp ủ, ông khát khao một ngày nào đó gặp Chúa Giê-xu. Mà khi gặp Chúa Giê-xu rồi thì là cơ hội. Amen. À, có ai ngăn cản gì nữa thì ông vẫn la lớn hơn nữa. Amen. Bởi vì lòng ông đói khát được sáng mắt, và chỉ có Chúa Giê-xu mới đã đấng mà lòng ông sáng mắt và ông tin điều đó. Amen. Amen. Như vậy cái việc đói khát là do những người đồn ra, những người rao giảng, những người sống. Để hội thánh của Chúa ngày hôm nay chúng ta cứ sống như thế này, ôi đó là hội thánh thôi, hội thánh đi làm không tốt, nhưng mà không làm cho người ta khao khát được. Bởi vì không có phép lạ xảy ra làm sao người ta khao khát được, không có sự rao giảng người ta sao khát. Roma là 10 nói gì? Nếu không ai đi ra rao giảng thì sao làm sao người ta nghe? Mà nếu người ta không nghe làm sao người ta tin? Mà không tin làm sao người ta được cứu? Amen. Nên tôi nói trong ngày cuối cùng này, và Chúa Giê-xu đến với sứ đồ dân, và Chúa Giê-xu phán điều này trong cái kết luận, đó là Thánh linh và cô dâu cùng nói xin hãy đến. Người nào lắng nghe cũng hãy nói xin hãy đến. Người nào khác hãy đến. Người nào muốn hãy nhận nước hằng sống miễn phí. Amen. Amen. Đây là trách nhiệm của hội thánh Chúa. Chúng ta phải nói. Amen. Chúng ta phải sống một đời sống thật sự trong Chúa Giê-xu. Chúng ta nhớ rằng chúng ta là em của Chúa Giê-xu, đấng thánh hóa và người được thánh hóa, trở thành con của một Cha. Amen. Nên Ngài không hổ thẹn gọi Ngài là anh em của họ. Và Ngài nói rằng tôi sẽ giảng về Chúa cho anh em thôi. Amen. Tôi giảng cho anh em thôi. Một người tin Chúa Giê-xu trở thành con Đức Chúa Trời và trở thành con thứ, và Chúa Giê-xu là con cả những bà con chị em. Amen. Nên Ngài đã về trời rồi, Ngài đã làm tất cả những việc cái thế gian 3 năm rưỡi đó. Ngài giảng, Ngài chữa lành, Ngài giải cứu, Ngài đem sự tự do cho nhiều người. Ngài làm rất là nhiều phép lạ. Ngài gieo một cái sự đói khát trong Israel và cả những con người ngoại nữa. Amen. Và khi Ngài về trời, Ngài giao cái việc đó cho môn đồ của Ngài, giao cái việc đó cho những người em của Ngài. Amen. Và chúng ta là những người tin nhận Chúa Giêsu trở thành con của Chúa Trời. Chúa Giêsu là con cả như bà con chị em, và chúng ta là con của Chúa Trời, thì chúng ta phải nhận lãnh cái trách nhiệm này là Chúa đã giao lại cho hậu thánh của Ngài, cô giáo và thánh linh. Chúng ta cùng làm việc với Đức Thánh Linh, chúng ta cùng nói với Đức Thánh Linh, chúng ta cùng sống với Đức Thánh Linh. Như vậy thì chúng ta rất là vui sướng, rất là hạnh phúc, bởi vì chúng ta sống với Đức Thánh Linh, với một đấng hay làm phép lạ, với một Đức Chúa Trời còn năng đang ở trong chúng ta thì sung sướng gì đâu. Hãy sống với Đức Thánh Linh, hòa nhập trong Thánh Linh, chìm ngập trong Thánh Linh. Con với Cha là một, như Chúa Giêsu đã nói, ta với Cha là một. Amen. Amen. Ta ở trong Cha và Cha ở trong ta. Những gì ta nói các con không phải bởi ta nhưng mà bởi Cha. Amen. Đó là Giăng 14 nó rất là rõ. Nên Chúa Giêsu nói ra là bởi Cha. Ngài không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng mà thấy Cha làm thì Ngài làm. Amen. Cảm ơn Chúa, chúng ta là một người đặc biệt vô cùng, chúng ta là con của Đức Chúa Trời và chúng ta là người được Chúa Giêsu giao phó cái quyền đó để đem cái sự khao khát cho thế giới này. Người đàn bà Canaan khao khát con mà được giải cứu ra khỏi quỷ dữ. Phải vậy không? Mang đến là bị cản trở. Chúa không trả lời một câu, được môn đồ thì đuổi. Cái rồi bạn tiếp tục làm cái cây ban nữa, Chúa nói là không lấy. Ta lấy gì cho nhà Israel thôi, không cho dân hỏi. Nhưng mà bạn tiếp tục vào cây ban nữa, Chúa nói là không thể lấy bánh của con cái mà cho các con ăn được. Các bạn nói rằng là thưa Chúa, cho con nó có thể ăn những miếng bánh vụ của con cái rớt xuống. Và Chúa nói là đức tin của người lớn, việc xảy ra theo ý người mù. Amen. Bà nghe, bà khát khao, bà cưu mang, mà mục đích của bà là con mình phải được giải cứu, bà đã được giải cứu. Amen. Người đàn bà mắc khuyết của bà nghe. Amen. Bà khát khao được chữa lành. Tất cả các bác sĩ không chữa lành cho bà, tiền bạc đã mất hết rồi, nhưng mà bà khát khao được chữa lành và bà tin chắc là Chúa Giêsu mới là đấng chữa lành cho bà. Bà khát khao, bà tự nghĩ đem cái xa suối ông dám đứng với Chúa, bởi vì mất huyết, đổ huyết trong kinh nó ô uế, ông dám đứng với Chúa. Theo phía sau rờ cái râu áo của Chúa, có thể bà bò dưới, rờ cái râu áo của Chúa Giêsu và được chữa lành. Ai khát khao sẽ được nấu đủ, ai khát khao ước ao sẽ nhận lãnh, miễn phí. Amen. Chúa Giêsu đó là nói Phaolô rằng âm điểm của ta đủ cho con. Amen. Chúa Giêsu là âm điểm, sự ban cho của Chúa Giêsu là âm điểm hoàn toàn, miễn phí hoàn toàn. Qua Chúa Giêsu chúng ta nhận âm điểm của Đức Chúa Trời và âm điểm của ta đủ cho con rồi, không có than vãn gì nữa. Amen. Không có than vãn, người nào cũng đủ âm điểm rồi. Sự ban cho vô điều kiện, miễn phí rồi, tất cả người nào cũng như người đó. Chúa Giêsu là đủ cho chúng ta rồi, và qua Chúa Giêsu chúng ta nhận lãnh Đức Thánh Linh. Và qua Thánh Linh dẫn vào mọi lẽ thật, chúng ta nhận lãnh tất cả lời hứa của Đức Chúa Trời. Nếu là con thì hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời và cơ nghiệp của Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng ta phải hiểu điều này không? Cơ nghiệp của Đức Chúa Trời và cơ nghiệp của Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng ta là con hưởng cơ nghiệp của Cha, nhưng mà Chúa Giêsu đã ăn cả, Ngài cũng có phần cơ nghiệp của Đức Chúa Trời nữa, và chúng ta hưởng luôn cái cơ nghiệp của Chúa Giêsu luôn. Amen. Nhưng mà Ngài nói rằng là nhưng mà chúng ta đồng chịu khổ với Ngài thì chúng ta mới đồng vinh quang với Ngài. Amen. Phải chịu khổ với Ngài rồi chúng ta sẽ đồng vinh quang với Chúa. Amen. Nên cảm ơn Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải đói khát Chúa tất cả những gì chúng ta đói khát. Tôi có hai cái sự đói khát này, nhưng mà mỗi một người trong gia đình của chúng ta không. Tôi có sự đói khát, tôi muốn con mà nhà con phải phục sự Đức Giê-hô-va là sự đói khát. Con cái của tôi phải phục sự Chúa, cả nhà con phục sự, đó là một cái sự đói khát. Và cứ đói khát, dù hoàn cảnh như thế nào vẫn đói khát điều đó, và tôi tin chắc rằng sẽ nhận lãnh được. Tôi thấy được cái tấm lòng tùy theo hoàn cảnh và thời điểm mà Đức Chúa Trời làm. Để chúng ta thấy rằng là ai đó trong gia đình của chúng ta đau ốm bệnh tật mà chưa được chữa lành, hãy đói khát sự chữa lành, như là người đàn bà Cana, như là người đàn bà mất huyết, và biết bao nhiêu con người họ cần được sự chữa lành, họ được chữa lành. Amen. Để chúng ta đói khát tiền bạc, Chúa cho không? Nhưng mà chỗ này cẩn thận nha. Bởi vì lòng tham tiền bạc về cổ thể của mọi điều ác, hãy cẩn thận nha. Chúng ta nhìn vào phi rơi, con cả đêm không đánh cá, con là nghề đánh cá phải không? Nhưng mà cả đêm không đánh được không? Ta phát một lời đầy hai thiệt luôn, rồi làm sao nữa? Sau khi Chúa Giêsu sắp lại, cũng cả đêm không có cá, chúng phát một lời nữa, thả lên thử tiền là 153 con cá lớn đầy trăm. Nếu con muốn làm nghề hả? Ta phán thì con sẽ thấy được cái sự giàu có, thấy được cái sự thành công đó. Amen. Nhưng mà ta muốn đó trở nên ta đang lương người, nó lợi hơn cái làm cái nghề đánh cá kia. Amen. Một linh hồn thôi là cả 2 tỷ cá nó còn không bằng. Amen. Ta muốn con trở thành tay đánh lương người. Amen. Nên chúng ta phải khát khao, phải khát khao thành mục sư, phải khát khao thành giáo sĩ. Amen. Phải khát khao trở thành những sứ đồ tiên tri của Đức Chúa Trời. Phải khát khao điều đó thì chúng ta mới nhận được chứ. Ngày xưa tôi khát khao cái sự chữa lành, ôi Chúa nó giùm tôi chữa lành quá nhiều người, nhưng mà tôi nói Chúa ơi, còn các em làm phép lạ, rồi các đồng hữu ý bắt đầu làm phép lạ này, phép lạ kia, người mù được thấy, chúng ta nhớ không? Khát khao tiếp tục khát khao, đừng có đánh mất. Nếu chúng ta không khao khát thì chúng ta chết rồi. Một người mà không ước ao gì hết là người đó đang chết. Này chúng ta còn không, hãy khao khát, hãy đối khát, hãy trong sự công chính, có nghĩa là trong Đức Chúa Trời chúng ta nói ra cái gì chúng ta sẽ nhận được. Amen. Amen không? Chúng ta có tin gì đó không? Chúng ta sẽ làm thành những người ao ước không? Không từ chối những gì môn đưa cầu xin không? Những gì anh chị em đối khác bây giờ đã thành chưa? Có nhiều người thì Chúa ơi, con chỉ cần đồ ăn đủ ngày mà thôi, chỉ khác ca đi. Bây giờ thành chưa? Thành rồi không? Mà nếu muốn giàu, Chúa ơi con muốn nhiều tiền hơn nữa đây, con đầu tư vào nhà của Đức Chúa thì Chúa sẽ làm cho chúng ta thấy. Chứ còn Chúa là cha của chúng ta, Chúa biết. Nếu mà con nó giàu mà nó theo tiền luôn, nó chết luôn, Chúa không làm đâu nha. Nhưng mà con bây giờ con trưởng thành trong việc tài chính, con quản lý tốt, Chúa sẽ ban cho. Nhiều đại gia Chúa ban cho họ làm rất là tốt. Amen. Nay chúng ta cần phải có sự đối kháng. Chúng ta sẽ đối kháng nhận lãnh, đối kháng nhận lãnh. Amen. Chúng ta có đối kháng làm công việc Chúa không? Hãy đối kháng làm, hãy đối kháng trong sự công chính, hãy đối kháng con cái của mình phục vụ Chúa, hãy đối kháng con cái của mình, hãy đối kháng con cái của mình khôn ngoan. Hãy đối kháng. Hãy nhìn xem gia đình của mình, hãy nhìn xem hội thánh của mình. Chúng ta có đối kháng rằng là hội thánh của chúng ta để chiến tỉnh công viên không? Bây giờ tôi vẫn đang đối kháng, dù tuổi cũng lớn rồi nhưng vẫn tiếp tục đối kháng và tiếp tục nhắm đến là nạn nhân không từ bỏ. Đây là cuộc đua tiếp sức. Tôi ra đi thì có người khác đứng lên. Amen. Sẽ tiếp sức một sự, tiếp tục làm công việc của một sự của mình. Amen. Mình phải có trung tâm giải cứu, có trung tâm chữa lành rồi nhiều việc khác. Hãy cứ đối khác, hãy cứ đối khác. Chúa sẽ làm thành những sự đối khác của chúng ta. Amen. Chúa sẽ làm cho chúng ta thỏa lòng. Amen. Amen. Và ai đối khác sống lâu để phục vụ Chúa. Amen. Chúa sẽ làm. Amen. Amen. Chúa sẽ làm. Nên trong Chúa chúng ta có tất cả mọi sự, tại sao chúng ta không ước ao có một đối khác để chúng ta có thể nhận lãnh. Amen. Amen. Nên tôi nói một lần nữa rằng là hãy đối khác và nhận lãnh. Hãy đối khác để được nhận lãnh. Còn nếu chúng ta không đối khác, chúng ta không thể nhận lãnh. Thì chúng ta cũng được lên. Chúng ta mỗi người chúng ta đây với Chúa trong sự cầu nguyện. Ai đấy trong chúng ta có những lúc chúng ta đối khác, có những lúc chúng ta thương mang, chúng ta cầu nguyện, nhưng mà có những lúc chúng ta than thở và chúng ta bỏ đi. Đó là gãy đấng giữa đường, đó là cưu mang bị sảy thai. Chúng ta không tiếp tục cưu mang, là hãy khát khao những điều tốt lành. Đây là những lời kêu gọi mà Chúa sử dụng tiên tri Esai. Khát nước, khát sữa, khát rượu, dầu. Trong đó Chúa dùng con này. Trong thời kỳ cuối cùng là Chúa dùng con này để kêu gọi cái sự khát khao đó trên những người theo Chúa. Phải khát khao sông nước khát sạch, tu cảm. Và khi mà chúng ta có Thánh Linh của Chúa, chúng ta có tất cả mọi sự. Trong Thánh Linh có quyền năng, trong Thánh Linh có ân tứ, con trái của Thánh Linh có tất cả mọi sự. Và Thánh Linh cùng với cô dâu, hãy nói. Những người nghe, hãy nói. Xin hãy đến. Ai khác hãy đến nhận nước khăn sống miễn phí. Cảm ơn Chúa, tâm điểm của Ngài đủ cho chúng con. Amen. Đủ rồi, không thiếu gì nữa. Chúa giúp đỡ hội thánh của Ngài, giúp đỡ hội thánh của Ngài, hội thánh của Chúa thật sự cảm nhận rằng ân điển của Chúa ban cho là đủ rồi, và bởi đức tin khám phá mà chẳng hạn tất cả những gì Chúa ban cho, trở thành một hội thánh giàu có, trở thành một hội thánh thuộc linh, hiệp nhất, trưởng thành và đang ra thế giới. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.